tạo từ trường tốt bao quanh. Vấn: có thể nào khi quán quan xong thiền ánh sáng, ngày hôm sau trở lại nhà, vô phòng mà mình đã quán quan hôm trước, mình nghe thấy âm thanh chấn động? Sư phụ: có chứ, dĩ nhiên. Ngay cả bức tường cũng chấn động, trần nhà cũng chấn động. Đúng ra là phải như vậy. Quý vị ngồi thiền chỗ nào, năng lực ở lại chỗ đó. Bởi vậy phải luôn luôn làm việc tốt để quý vị được bao bọc trong năng lực tốt. Thậm chí nói chuyện về hành thiền, nói chuyện về Thượng Đế, về lực lượng minh sư và về những điều hay, lẽ đẹp cũng sinh ra năng lực tốt. Cho nên khi ngồi thiền, dĩ nhiên quý vị tạo nên năng lực tốt và nó ở lại chỗ đó. Càng ngồi thiền chỗ đó nhiều bao nhiêu, năng lực càng dày. Càng nói chuyện về điều tốt bao nhiêu, bức tường năng lực bao quanh quý vị càng dày. Sau đó đồng khí thì tương cầu. Rồi quý vị sẽ hút năng lực tốt từ những phương hướng khác nhau. Cho nên đi đâu quý vị cũng mang theo cái kêu bằng bọc năng lực, từ trường tốt bao quanh. Và càng mang theo nhiều năng lực tốt bao nhiêu, quý vị càng cảm thấy dễ chịu. Càng cảm thấy dễ chịu, quý vị càng nói về những điều tốt, những điều khẳng định. Càng nói về những điều tốt, khẳng định và càng làm những điều tốt, quý vị càng tạo nên nhiều năng lực tốt. Càng tạo nên năng lực tốt, quý vị càng cảm thấy dễ chịu và càng làm những điều tốt hơn và không bao giờ dứt. Cho nên đừng bao giờ rơi vào dòng phủ định, hãy ở trong khẳng định. Tôi biết điều đó khó lắm, bởi vì đôi khi người ta kéo mình xuống, nhưng phải cẩn thận, coi chừng. Luôn luôn ở về phía khẳng định, nói điều tốt, làm điều khẳng định càng nhiều càng tốt, bảo vệ cho mình. Và rồi quý vị sẽ tạo nên một căn nhà tuyệt vời, một cái nhà lưu động, để mỗi lần đi đâu, quý vị mang theo ánh sáng, chấn động lực tốt, từ trường tốt. Và càng mang theo nhiều cái đó, quý vị càng lôi cuốn, và càng lôi cuốn quý vị càng mạnh và càng khẳng định. Tác hại của thông tin phủ định. Người dân tin vào giới truyền thông, họ thật sự tin vào truyền thông. Bởi thế họ mua báo mỗi ngày để đọc, bởi thế họ xem truyền hình mỗi ngày để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ ai cũng thích xem toàn những cảnh chiến tranh và xác chết. Như vậy là nhấn mạnh quá nhiều vào khía cạnh phủ định của đời sống. Đời sống cũng có khía cạnh khẳng định, có tiếng cười, có hy vọng, có hạnh phúc, có tình yêu nam nữ, có tình thương gia đình. Có hành động anh hùng của chúng sinh cao thượng, có những loài vật vô cùng can đảm, anh dũng, cao thượng, vân vân. Có biết bao chúng sinh rất tốt lành và tuyệt vời trên thế giới này. Chúng ta nên tường trình tất cả những điều này, không chỉ một góc nhỏ về chiến tranh đây đó. Bởi vì, thí dụ, ngay cả trong chiến tranh, hiện nay có thể là 5 người chết hoặc nổ bom đâu đó, có lẽ 50 người chết. Đó là một góc cạnh của quốc gia đó, so với có lẽ là 500 người sống ở đó, 5 người so với 5 triệu, 50 triệu hoặc 500 triệu. Nhưng khi điều đó hiện lên màn ảnh, nó nổi bật rõ ràng, và chúng ta chỉ nhớ bấy nhiêu sau khi xem tin. Chúng ta chỉ nhớ có vậy trong giấc ngủ, trong giấc mơ. Rồi chúng ta bị ác mộng, khó tiêu hóa, khiến bệnh tình của mình càng nặng thêm vì những tin phủ định này. Khoa học đã chứng minh rằng nếu quý vị xem những phim kinh dị, những chương trình truyền hình phủ định, nó sẽ khiến bệnh tình hiện tại của quý vị càng nặng thêm hoặc khiến quý vị mắc bệnh, dầu quý vị không có bệnh, về tâm lý, thể xác, tình cảm, tinh thần. Cho nên giới truyền thông nên làm công việc cao quý của họ, là cho người ta những thông tin nào tốt cho họ. Cho dù muốn giữ một chút tin về chiến sự, điều đó cũng có thể cần thiết để người ta biết. Nhưng đừng thổi phồng quá đáng và đừng ngày nào cũng nói về chiến tranh. Điều này không tốt cho sức khỏe của họ và khiến người ta cảm thấy chán nản và ít hy vọng về tương lai, khiến cho tư tưởng và năng lượng của họ ít khẳng định hơn. Như vậy không tốt cho tự trường khẳng định của họ. Nhất thiết vi tâm tạo. Chúng ta nguyên thủy là Thượng Đế, chúng ta phải cẩn thận đối với tất cả mọi tư tưởng, mọi lời nói, bởi vì chúng có lực lượng rất mãnh liệt. Nếu chỉ là sự suy nghĩ dẫn dơ, thì có thể nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu là một tư tưởng rất nghiêm trọng, thành tâm và một ước vọng sâu xa, nó sẽ trở thành sự thật.
Chỉ vì nó không thành sự thật ngay sau khi quý vị ước mong, quý vị cho rằng nó đến từ hư không, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, một cơ may hay giận rủi. Nhưng thật ra quý vị đã tạo ra nó bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, trong một thời gian trước đây hay mới đây, và quý vị đã quên mất. Tôi đã có những kinh nghiệm này. Vì vậy, hãy luôn cố gắng nghĩ tốt để cho mọi việc đều đến một cách tốt đẹp hay thuận lợi. Cho dù nó không tốt, ít nhất quý vị luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và trong sạch, và quý vị sẽ cảm thấy thoải mái là mình luôn suy nghĩ thiện lành. Ít nhất quý vị không cảm thấy chịu trách nhiệm về những việc xấu xảy ra cho mình hay cho người nào khác. Luôn luôn khẳng định. Mỗi lần thất bại, mỗi lần cảm thấy khổ sở, mỗi khi buồn bã hay cảm thấy bị kéo vào cuộc sống nặng nề trong thế giới vật chất, hãy cố gắng kéo mình lên, tự nói với mình rằng chuyện này không phải thật. Sự khẳng định mới là cái có thật, Thượng Đế mới là cái có thật, tình thương mới là cái có thật. Điều có thật là bất cứ gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ được. Và chúng ta sẽ được tất cả những điều tốt lành, vì đó là cái mà Thượng Đế muốn cho chúng ta. Gõ thì cửa sẽ mở, hỏi thì sẽ được cho. Quý vị nghĩ Thượng Đế nói dối hay sao? Tại sao Ngài lại nói như vậy, nếu điều đó không đúng? Ngài nói cho vui thôi sao? Không, Ngài không đùa cợt với tình cảm của chúng ta, vì Ngài là Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải tin. Vấn đề là lòng tin ít ỏi của chúng ta không cho phép chúng ta tin vào chuyện đúng. Vấn đề là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta phải làm việc quanh đầu óc, cố gắng làm chủ sự suy nghĩ của mình. Mỗi lần quý vị nghĩ phủ định, xua nó qua một bên, lập tức thay thế với một tư tưởng ngược lại, tư tưởng khẳng định. Giả sử quý vị đang nghĩ, à tôi sắp sửa mất rồi, tôi sắp mất công việc này rồi, tôi sẽ lỗ 100%. Mọi sự xui xẻo quá, tôi sắp lỗ vốn rồi. Giả sử quý vị nghĩ như vậy, thì đừng nghĩ thế. Hãy nói, không, không, tôi sẽ thắng, dầu chuyện gì xảy ra, tôi sẽ thắng. Rồi cho dù không thắng, cũng có mất mát gì không? Chọn cái nhìn phủ định, bi quan tốt hơn hay sao? Vậy thì lạc quan cho rồi, không mất mát gì cả, mà có thể được cái gì đó. Quý vị có thể không thành công khi nghĩ khẳng định lần đầu, nhưng chúng ta đang huấn luyện đầu óc nghĩ khẳng định, cho nên nếu không thành công lần đầu, cũng đừng bỏ cuộc. Lần sau lại nghĩ khẳng định nữa, nghĩ tốt nữa. Ít nhất quý vị huấn luyện mình nghĩ khẳng định, và nghĩ khẳng định giàu sao cũng làm mình dễ chịu. Khoa học chứng minh rằng cho dù giả bộ cười hay miễn cưỡng cười, các tế bào trong cơ thể vẫn tạo ra tâm trạng vui vẻ. Thành ra tại sao mình không luôn luôn nghĩ với nụ cười để ra lệnh cho cả thân thể và con người mình đem lại một tâm trạng vui sướng cho chúng ta? Khi một người vui, họ thu hút những điều may mắn, ai cũng biết như vậy. Do đó, từ nay trở đi, chúng ta hãy tập làm như vậy. Cùng với lực lượng Quán Âm hỗ trợ cho sự suy nghĩ khẳng định này, chúng ta sẽ tiến, được không? Đừng bao giờ cho phép mình nghĩ phủ định nữa, dù bị những kinh nghiệm xấu, xấu thật là xấu, bị tới bị lui, cũng đừng cho phép mình nghĩ như vậy. Nhưng có một điều là, nếu những kinh nghiệm xấu cứ xảy ra hoài hoài trong một trường hợp, thì cũng đừng cố bám vào đó mà nói rằng, tôi sẽ chuyển nó thành tốt. Sau khi làm thử 10 lần rồi mà nó vẫn không công hiệu, thì thay đổi toàn bộ, bỏ hết toàn bộ tình huống đó, làm cái mới. Nghĩ lạc quan không có nghĩa là cứ ở dính trong sình, mọc trong tường rồi nghĩ lạc quan. Quý vị dính chặt vào đó rồi nói rằng tôi sẽ lạc quan, tôi sẽ thoát khỏi chỗ này, tôi sẽ nghĩ khẳng định. Nếu nghĩ lạc quan mà vẫn không ra khỏi chỗ đó được, thì đập tường xuống, ra khỏi tình trạng đó. Thành thử lạc quan có nghĩa là nếu làm vậy không công hiệu thì điều đó không có nghĩa là tôi là một kẻ thất bại. Vậy thôi, nếu tình huống này không được thì tôi sẽ tạo ra tình huống khác cho tôi. Tôi sẽ không lãng phí sức lực vào công việc không có kết quả này. Tôi sẽ bỏ sức vào một đường lối hiệu quả hơn, một công việc khác khích lệ hơn, hợp lý hơn, và nó sẽ mang lại kết quả.
Bởi nếu cứ dính vào một tình trạng và cứ thất bại hoài, quý vị cũng sẽ mất khả năng suy nghĩ lạc quan. Mất cái đó là tệ hại nhất. Trong một dự án thỉnh thoảng thất bại một lần không sao, bởi vì đôi khi không phải vì lỗi của mình mà nó thất bại. Những người làm việc cùng với mình hay những người khác cũng phủ định luôn. Họ làm cản trở chúng ta hoặc ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của mình, cách làm việc của mình. Nhưng nếu cứ thất bại hoài thì quý vị cứ cố làm việc với những người này, quý vị dần dần cũng sẽ nghĩ mình là một người thất bại và tự trách mình, rồi đánh mất lực lượng nghĩ khẳng định này. Như vậy không tốt. Cho nên sau khi cố gắng nhiều lần, nếu vẫn không được thì phải biết lúc nào nên ngừng và thay đổi. Không cần phải luôn cố dời non lấp bể. Khi nói rằng, ồ, sư phụ bảo tôi phải lạc quan, tôi sẽ không đi đâu cả. Đợi khi nào ngọn núi này di động mới thôi. Thì quý vị cứ việc ngồi đó mà dời non. Quý vị phải biết điều gì cần để bỏ tâm sức của mình vào, bởi vì cũng có thiên ý nữa. Có những việc khác để làm, những công tác khác hay hơn để bỏ công sức vào. Không cần lúc nào cũng dính trong bùn, cảm thấy phải làm gì đó cho tới cùng để mà cảm thấy mình thành công. Đó là bướng bỉnh, không phải nghĩ khẳng định mà là bướng. Thành ra đôi khi chúng ta cũng phải ngồi xuống một hồi. Nếu có cái gì đó xảy ra không đúng, thì phải ngồi xuống một mình nghĩ lại. Làm như vậy có kết quả không? Có đáng tiếp tục không? Nếu không thì chúng ta phải có can đảm và trí huệ để dừng lại, rồi bắt đầu nghĩ lạc quan trở lại. Đừng bao giờ bỏ cuộc sau một lần thất bại. Với quan hệ tình cảm cũng vậy. Nếu quả thật quý vị đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không có kết quả, thì có lẽ nên trả tự do cho nhau, rồi đi làm một điều gì đó khẳng định hơn cho thời gian còn lại của mình. Cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng tùy quý vị muốn bỏ sức lực và thời gian vào việc này hay việc kia, quan hệ tình cảm này hay quan hệ tình cảm kia. Luôn suy nghĩ khẳng định. Cố gắng sống cuộc đời với một chương trình mang lại cho mình sự mãn nguyện. Đừng để thời gian trống trải, cứ làm những gì mình muốn. Thử học hỏi những điều mới lạ, hãy khoáng đạt, hãy hợp tác, thân thiện. Hãy nhân ái với mọi người và học hỏi lẫn nhau. Không cần phải ngồi đó và cảm thấy tội nghiệp cho mình về sự bất hạnh của mình. Không có gì là bất hạnh đó trên đời này. Chúng ta phải luôn giữ từ trường khẳng định. Bởi vì dù chỉ suy nghĩ khẳng định, nếu thấy được thân thể mình, quý vị sẽ thấy mỗi ý nghĩ sẽ thay đổi. Sắc thái hào quang, thay đổi bề ngoài và thay đổi năng lượng bên trong. Năng lượng sẽ trở nên giàu dạt hơn, lành mạnh hơn. Nếu suy nghĩ phủ định, bất cứ gì phủ định, hoặc xấu, hoặc đau khổ, thì sắc thái của quý vị sẽ tức khắc thay đổi. Người có khả năng siêu linh có thể thấy điều này, cho nên một số người có thể đọc tư tưởng của quý vị. Vì lúc quý vị bước vào, họ thấy hào quang của quý vị. Sống lành mạnh và giản dị. Đời sống bình dị, tư tưởng thanh cao, luôn luôn nghĩ khẳng định. Ngay cả chỉ ý nghĩ thôi, cũng thay đổi cách sống của quý vị, thay đổi ngày hôm đó và thay đổi vận mạng của quý vị. Cho nên hãy luôn cố giữ lạc quan, rồi nhiều tai nạn, nhiều bệnh tật sẽ có thể tránh được. Thật khó nếu quý vị là bác sĩ hay y tá, hay đôi khi nhân viên xã hội, có thể luôn khẳng định vì người ta sẽ đến gặp quý vị với bệnh của họ, vấn đề của họ, tư tưởng thấp kém và năng lực thoái hóa của họ. Nhưng đối với người thường, quý vị có thể luôn giữ được năng lực khẳng định. Luôn nghĩ rằng Thượng Đế ở bên quý vị, thập phương chư Phật luôn che chở cho quý vị, bởi vì điều đó có thật. Có thật. Chúng ta không bị bỏ mặc trên đời này để tự làm mọi thứ. Lúc nào cũng có thiên thần bảo hộ chúng ta, tất cả chúng ta, và luôn được hóa thân của Minh Sư bảo hộ, cho dù chúng ta không nhìn thấy. Dù không tin có thiên thần và linh hồn, quý vị phải tin là có Thượng Đế, nếu không chúng ta đã không hiện hữu. Chúng ta không thể chạy khỏi vị Thượng Đế này, cho nên đừng lo. Mọi vấn đề theo thời gian sẽ tự nó giải quyết. Cho dù là không, chúng ta sống trên thế giới này chỉ một thời gian ngắn, nên có thể chịu được. Bởi vì chúng ta có ngôi nhà thật ở thiên đàng, nơi mà sau này chúng ta sẽ trở về lại.
Tất cả chúng ta sớm hay muộn sẽ trở về khi rời khỏi thế giới này. Trích đoạn lời Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.